Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kinh doanh một tiệm kem. Mở ra nào. Kem là gì hả Sonic? Ice cream. Yes. Thế còn bánh vòng là gì? Donut. Phần để bị Sonic mở. Sonic xé, không phải Sonic mở. Con xé như thế này, không mới ra được cái bộ kiểu ạ này luôn. Khổ thân bạn Sonic của chúng ta hôm nay bị ngạt mũi đấy. Đây là đây là cái gì nhỉ? Đây là cái búa. Cái búa to chưa? Con thử đập cái búa đấy vào tường mẹ xem nào. Yeah. Ô, cái búa có cái chuông kêu leng keng leng keng. Đập cái cặp từ lết ra thì leo. Đến giờ mở cái keo rồi. Xem ở đây có những gì. Được nào, từ từ thôi, từ từ thôi, chả nhìn thấy gì cả. Như này các bạn nhỏ không thể nhìn được tiệm kem của con. Đây là tiệm kem của mình. Nào, từ từ nào. Từ từ. Đây là xe đẩy làm kem. Đây là lọ kem. Đây, một cái kem này có thỏ màu xanh. Một cái kem. Ăn kem sô cô la, kem bơ, ốc quế. Cái ốc quế ngon. Và cái này là ốc quế. Một cái bánh donut bị khói bột. Và một cái bánh donut dài dài bị dâu. Nè, chúng ta sẽ xem nào. Ôi giời, một cái xe đẩy bánh kem này. Một cái bánh quy này. Đâu mượn với. Một cái gì nhỉ? Bánh vọng á. Cái loại là bánh gì? Đây loại là bánh quy. Là một cái bánh donut này. Đây là kem hay kem ốc quế này. Cái này như hồng ngô ấy. Kem mà cũng kem là hình, kem mà. Kem hình bông hoa này nè, hoa hồng đấy. Ừ, kem hình bông hoa này. Ở đây, ở đây. Và hai cái kem que rất là đáng yêu luôn. Một cái kem que màu hồng nhá, một cái kem que màu xanh nhá. Trời ơi, toàn đồ vật dễ thương. Bạn ơi, bán cho tôi một cái kem. Bạn Sonic, thế bạn Sonic hôm nay là chủ của sạp kem này à, của tiệm kem này à? Đinh Văn Đạt. Đinh Văn Đạt vì các bạn ơi. Thế chị Diệp làm khách nào. Ôi không, kem của mình bị dơ mất rồi. Tôi muốn mua một cái kem, tôi không thích kem màu hồng. Này, tôi không thích kem màu xanh. Cái này, tôi không thích kem đấy. Đúng, tôi thích loại kem này. Kem bơ, đấy đồ chính là kem bơ. Tiền đây, xin cảm ơn. Sonic ăn thử cái kem mẹ xem nào. Con đau bụng rồi à. Ui, một cái kem mút nữa. Ui, lại có bạn Sonic còn ăn mấy cái bánh donut nữa. Ngon quá đi mất thôi. Mấy cái này tháo ra được nhé. Cái này làm cua được đấy mẹ. Ừ. Đồ chơi của bạn, của chị Diệp và bạn Sonic cũng xịn sò ghê ta. Ui, đáng yêu quá. Bộ đồ chơi của con là bộ gì đấy? Bộ chiếc kỳ quá. Vậy thì này mình có thể thay đổi đấy. Giờ thì nó là một cái micro rồi. Nó là chiếc đá ice cream cơ mà, đâu có phải là cargo đâu. Đó là ice cream cơ mà, đâu có phải là micro đâu. Micro là một cái đó cho học chứ. Ừ. Không phải cargo đâu. Bạn Sonic của chúng ta kinh doanh một tiệm kem hết sức đáng yêu và bạn ấy đang đẩy xe kem đi. Ai ăn kem đây? Ai ăn kem Lisa nào? Lisa không nói như vậy, Lisa sẽ nói là ice cream. Ice cream. Bánh tôm đây. Bánh kem đây. Một người ngón tay bánh kem. Ice cream. Bạn Sonic của chúng ta đang giao ai kem đây, ai kem nào. Nhưng mà bạn giao bằng tiếng Anh nhá. Một người kem. Bánh kem ngón tay. Những chiếc bánh đấy, những loại một khác nhau, những hình dạng khác nhau, xuyên thành một lỗ.
Ai về? Chị sẽ giúp em có khách. Bày đồ nữa. Đeo, đầu tiên là phải bày đồ đây nào. Bày các loại kem ra, bánh ra. Bày đồ là lấy đồ ra cả bằng cái tay. Nào, bày kem ra đi. Bày kem ra đi. Bày kem ra. Ice cream, yummy ice cream. Coffee, ice cream. Ôi không, đau bụng quá. Đau bụng quá. Ăn nhiều kem rồi. Chị Diệp và em Sonic ăn quá nhiều kem nên bị lạnh bụng và đau bụng rồi. Vậy lần sau chúng ta không được ăn nhiều kem như thế nhá. Chỉ đã ăn một cái kem thôi nhá.